Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn số 3054 thống nhất việc chuyển các lớp chất lượng cao thí điểm đang đặt tại trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm sang trường tiểu học Nguyễn Thị Định, thành phố Bạc Liêu kể từ năm học 2022-2023 theo đề xuất của Sở Dục Học và Công nghệ tại tờ trình số 139 trước đó. Theo đó, Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu thống nhất việc điều chuyển các trang thiết bị dạy học của các lớp chất lượng cao thí điểm về địa điểm mới để tiếp tục phục vụ cho việc dạy và học, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý bổ sung kinh phí cho Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ để mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc dạy học ở các lớp chất lượng cao. Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.